Trong khi đó, vụ sạt lở lớn làm 5 người tử vong, 9 người bị thương tại xã Mường Hoa của thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Và toàn bộ người dân ở trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đã được di chuyển đến nơi an toàn và tránh trú tạm thời tại các trường tiểu học trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều người dân nơi đây vẫn còn đang hết sức bàng hoàng và ám ảnh khi những dòng nước lũ, đất đá đổ về và vùi lấp rất nhiều nhà dân. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được kết nối cũng như là gửi gắm phóng sự mà phóng viên VTC14 đang có mặt tại đây gửi về. Khu vực thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, một ngày sau cơn lũ dữ. Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát vẫn ngổn ngang khắp nơi. Những dòng nước lớn tiếp tục cuồn cuộn đổ về, khiến cho người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Nhiều người cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng sạt lở đất đá từ núi cao tràn xuống khu vực dân cư, ruộng và suối Mường Hoa như chiều ngày 8 tháng 9. Chưa năm nào chứng kiến cái thời tiết nó khắc nghiệt như này, mưa và lũ nó quá to, quá lớn, nên là người dân đây không thể kịp khắc phục được, không kịp trở tay. Lúc đó nó mưa rất to mà trời đen trời, lúc đó thì ở trên kia núi mi nước nó xối nhanh quá, lúc sạt nhanh quá, mình cũng ra thì mình rất là sợ. Lúc đấy là chứng kiến nhìn bà con rất là thương, thì cũng không biết là diễn tả làm sao cái cảnh như này được, nhìn rất là thương bà con. Gia đình anh Châu Á Dế từ hôm qua đến nay chìm trong cảnh tang thương, đau buồn. Anh có mẹ già và 3 cháu nhỏ bị vùi lấp tử vong sau trận lở đất kinh hoàng. Điều khiến anh xót xa nhất là cháu nhỏ nhất của gia đình mới tròn 3 tháng tuổi. Đến thời điểm này vẫn chưa được tìm thấy. Mất mát là rất là lớn luôn, vì từ cuộc sống năm nay là cả gia đình tôi là mất rất là nhiều thứ. Và nếu là tài sản thì cũng không đáng kể, nhưng mà con người thì tôi thấy là như thế này là quá nguy hiểm. Và cũng có một số cái mà nhìn là nó từ trước đến giờ tôi chưa gặp cái này và rất là ám ảnh. Và tài sản thì như thóc, tất cả trong nhà thì hiện tại vẫn bị mất sạch hết, không còn gì luôn. Chính quyền đã di chuyển gần 100 người dân đến ở tạm tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sử Pán. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và mọi điều kiện sinh hoạt của bà con đều nhận được sự chăm lo đầy đủ, giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn. Ở trên đấy thì sợ sạt lở quá, thì đi về đây thì được cán bộ xã này, thầy giáo giúp đỡ thì rất là vui, rất là cảm ơn nhà nước đã tạo điều kiện cho gia đình về đây yên ở, là không lo gì nữa. Trong buổi tối ngày 8 thì tổng số hộ là 22 hộ và 92 người đã đến trường tiểu học Sử Pán, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sử Pán và để ăn ngủ tại trường. Nhà trường cũng huy động các thầy các cô là mua thức ăn và nấu cơm để cho bà con ăn, đảm bảo cái sức khỏe cho bà con rất là cháu trẻ nhỏ. Ngoài đảm bảo an toàn cho các hộ dân nằm trong vùng sạt lở, chính quyền thị xã Sa Pa còn đang lên nhiều giải pháp để xử lý sự cố sạt lở các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã trên địa bàn. Chúng tôi đã rà soát, cắm biển cảnh báo và trăng dây cảnh báo đối với 103 điểm có nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét, các ngầm tràn. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì có phương án khắc phục ngay đối với các khu vực sạt lở và di chuyển người và tài sản các khu vực mà có nguy cơ sạt lở cao. Thì đến thời điểm này thì vẫn đang tiếp tục chỉ đạo cái việc mà khắc phục các cái điểm mà sạt lở trên các tuyến giao thông chính cũng như là các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ để đảm bảo giao thông bước 1 cho các cái lực lượng tham gia kiểm tra cũng như là ứng phó với bão lũ. Đối với người dân và chính quyền xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, ký ức về trận sạt lở đất kinh hoàng chiều ngày 8 tháng 9 chắc chắn sẽ còn ám ảnh mãi và phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể vượt qua. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng hiện việc sạt lở tại thị xã Sa Pa của Lào Cai vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thì cũng cho biết địa phương cần chủ động các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với diễn biến thời tiết trong những ngày tới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa đã kiểm tra thực tế hiện trường sạt lở đất đá tại thôn Hòa Sử Bán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, làm 5 người chết, 9 người bị thương. Bộ trưởng đánh giá mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp nên chính quyền địa phương và người dân hết sức chủ động ứng phó trong những ngày tới. Cái cơn bão này, mưa lũ này theo dự báo nó còn kéo dài ngày. Ở vùng trung du dòng miền núi phía Bắc là nơi rất là sung yếu. Ra tôi đề nghị là các địa phương trước tiên là tập trung tìm kiếm những người cũng đang bị mất tích, tối thiểu nhất những cái sự tổn thất về tính mạng của bà con chúng ta. Thứ hai là tiếp tục chuẩn bị ở mức cấp độ cao nhất để đến từng cộng đồng, nhất là những cộng đồng mà đang ở những cái điểm rủi ro nhất, ở chân núi, ở dọc theo bờ sông, bờ suối là dễ lũ ống lũ quét. Và một lần nữa thì thay mặt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, tôi gửi lời chia buồn sự cảm thông sâu sắc nhất đối với cái sự thiệt hại về tính mạng, tài sản của bà con các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng trực tiếp đến nhà gia đình có người thiệt mạng sau trận sạt lở đất đá. Bộ trưởng gửi lời hỏi thăm chia buồn với những mất mát của gia đình, đồng thời mong muốn gia đình sớm vượt qua đau buồn, ổn định lại cuộc sống. Cũng do ảnh hưởng của bão số 3, địa bàn của huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã bị ngập lụt nặng và nhiều khu vực thì đã bị chia cắt. Đặc biệt tại huyện Lục Ngạn là một trong những địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên VTC14 trong chiều nay gửi về. Thưa quý vị, đằng sau tôi là sông Lục Nam. Quý vị có thể thấy rằng nước đang lên rất cao. Với lượng mưa duy trì liên tục như thế này, dự tính rằng nước có thể tràn vào quốc lộ 31, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân và có thể gây cản trở giao thông đi lại. Tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, từ sáng đến tối, chiếc chổi như vật bất ly thân của những người dân nơi đây. Nước ngập khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn. Quét như này là bùn thế này, bùn ở trong nhà nó đọng một lớp dày như này này. Nên là cứ nước ra đâu mình phải quét lên đấy, không đến lúc là không có nước rửa. Tại vì nước ngập hết rồi nên là cứ lấy cái nước này là mình dội để cho bùn nó trôi ra ngoài. Thế nên là cứ phải nước rút đến đâu mình phải rửa đến đấy nó mới sạch được. Bắt đầu từ trưa mình thấy nước lên thì mình đã dọn đồ, nhưng mà dọn thì nước vẫn bị tràn vào nhà và mọi thứ sinh hoạt thì sẽ bị ảnh hưởng. Thì phải thức suốt đêm để trông, nếu mà nước lên cao quá thì mình còn phải chuyển đồ lên cao hơn nữa. Nước ngập, giao thông đi lại khó khăn, người dân phải di chuyển bằng thuyền để duy trì sinh hoạt. Thậm chí, nhiều người có nhà phải đi qua cung đường này không thể về, thúc trực chờ nước rút. Anh Chu Văn Hải đã phải chờ ở đây 5 tiếng trong sự mệt mỏi. Được 5 tiếng rồi em ạ. Khi nào nước rút thì đi thôi. Hầu như là ùn tắc không đi lại được rồi. Có người nhà trong khu vực ngập, không có điện, không sóng điện thoại. Ông Biếng lo lắng phải trực tiếp đến tận nơi để tiếp tế nhu yếu phẩm. Không liên lạc được và tất cả là tự túc đi đến thôi, chứ không liên lạc được. Tình hình lũ lụt bây giờ thì con cháu mình có thiếu hay không, nhưng mà theo cái lương tâm ấy thì mình tiếp tế để cho con cháu nó ấm lòng. Thời điểm hiện tại, nước chưa có dấu hiệu rút, thiệt hại ngày càng tăng, không chỉ Lục Ngạn. Nhiều nơi ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũng bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Do ảnh hưởng bởi mưa lũ, những ngày này, nhiều khu vực trong tỉnh Bắc Giang bị gián đoạn cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, như huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Giang, hiện mực nước lũ trên sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu đều lên rất cao. Tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ trên địa bàn, tập trung cao lực lượng để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, thực hiện các phương án cứu hộ cứu nạn khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đối phó với tình huống khẩn cấp, Bắc Giang hiện đã thực hiện sơ tán hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, cô lập trong mưa lũ. Nhiều người dân ở các điểm sơ tán tập trung thì vô cùng sốt ruột, mòn mỏi, chờ nước rút để được trở về nhà, khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống. Có mặt tại Bắc Giang lúc này, phóng viên Phương Ngọc của VTC14 sẽ truyền tải tới quý vị những hình ảnh chân thực nhất tại một điểm sơ tán dân ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Ngay sau đây xin mời phóng viên Phương Ngọc. Thưa quý vị, hiện tại một số khu vực ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang vẫn đang bị cô lập. Nhiều người dân đã chờ ở đây từ sáng đến tối nhưng vẫn chưa thể về nhà. Thậm chí có những người thức trực từ đêm qua nhưng vẫn chờ trong vô vọng vì nước vẫn đang dâng lên cao và chưa có dấu hiệu rút. Mặc dù đã có sự trợ giúp của lực lượng chức năng, tuy nhiên thì vẫn không thể di chuyển được qua đây và phải quay xe ngay lập tức. Bây giờ tôi sẽ có một cuộc trao đổi nhanh với một người dân mà đã chờ từ sáng đến bây giờ vẫn chưa thể về nhà. Dạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chào em. Không biết là mình đã chờ ở đây được bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi là chờ ở đây từ sáng đến giờ rồi, nhưng mà nước thì cũng từ sáng giờ thì nước cũng có biểu hiện là rút, thế nhưng mà rút rất chậm. Lực lượng chức năng ở đây thì cũng là đông, có cả xe để hỗ trợ người dân để đi qua chỗ nước ngập này, nhưng mà đều phải quay lại bởi vì là đến kia thì ngập sâu quá, xe phải quay lại không thể đi qua được ấy. Nên là chúng tôi vẫn chỉ biết chờ thôi, không biết là bao giờ này mới qua được bây giờ. Dạ vâng, vậy thì khi mà mình chờ như vậy thì cảm xúc của mình như thế nào? Rất là lo lắng đấy, bây giờ chưa về được đến trên nhà. Mà nước thì ngập ở đây, bây giờ ngang đường như thế này cũng không biết đi đâu về đâu ấy. Bây giờ chỉ mong là chờ một vài tiếng đồng hồ nữa xem là nước có qua được không, xe của các lực lượng chức năng qua được ấy thì đưa chúng tôi qua, thì chúng tôi còn trở về nhà mình ấy. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị, hoàn lưu sau bão vẫn là một cái vấn đề rất là khốc liệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo trong bản tin. Xin cảm ơn phóng viên Phương Ngọc. Còn hiện mực nước sông Cầu đã dâng cao, gây ngập úng tại các khu vực tại thành phố Thái Nguyên. Nhiều nơi vì vậy mà cũng bị chia cắt. Trước tình hình mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao tràn lên nhiều tuyến đường chính có mật độ giao thông lớn của thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng căng dây, đặt biển cấm và ngăn cản người dân phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường nội thành để đảm bảo an toàn. Hiện lực lượng chức năng tạm thời cấm người, phương tiện đi qua cầu Gia Bảy, cầu Bến Tượng và cầu Mỏ Bạch. Bên cạnh đó, một số nơi hiện nay đang bị ngập sâu, cấm người và phương tiện lưu thông qua, gồm nhiều khu vực tại phường Quang Vinh, nơi giao cắt giữa đường Hùng Vương và đường Phan Đình Phùng, đường vào chợ Túc Duyên và các điểm nằm cạnh sông Cầu bị ngập úng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực tại các khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân. Tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, nước lũ dâng cao khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Theo Đài khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, mực nước tại trạm Thủy văn Gia Bảy lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 9 đã đạt 2.791 cm, cao hơn báo động 3 là 91 cm. Theo báo cáo nhanh, tính đến trưa ngày 9 tháng 9 tại huyện Đồng Hỷ có 2 người mất tích tại xã Văn Lăng. 10 hộ dân ở các xã Văn Lăng, Tân Phong, Minh Lập, Hợp Tiến, Văn Hán bị tốc mái nhà. Tại thành phố Phổ Yên, hiện có khu vực Phú Cốc gồm 4 tổ dân phố với khoảng 400 hộ dân thuộc phường Tân Phú bị ảnh hưởng khi mực nước sông Cầu dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng ven sông, sạt lở bờ sông. Trên địa bàn huyện Đại Từ tiếp tục có mưa to và gió giật mạnh khiến mực nước ở nhiều sông suối dâng cao, gây ngập úng cục bộ, chia cắt tại một số xã, thị trấn và trường học. Nhiều hộ dân phải di dời người và tài sản.